Tiểu văn hóa, đó là văn hóa của các cộng đồng xã hội mà có những sắc thái khác với nền văn hóa chung của toàn xã hội. Tiểu văn hóa vẫn là một bộ phận của nền văn hóa chung. Nó chỉ có những nét khác biệt khá rõ so với nền văn hóa chung, song không đối lập với nền văn hóa chung đó. Phản văn hóa. Trong khi tiểu văn hóa vẫn hướng tới bảo vệ những giá trị của nền văn hóa chung, thì phản văn hóa công khai bác bỏ những chuẩn mực giá trị của nền văn hóa. Phản văn hóa có thể được xem như là tập hợp các chuẩn mực giá trị của một nhóm người trong xã hội mà đối lập, xung đột với các chuẩn mực giá trị chung của toàn xã hội. Như vậy, so với tiểu văn hóa thì sự khác biệt giữa phản văn hóa và văn hóa chung là lớn hơn nhiều. Phản văn hóa là điều thường thấy trong xã hội. Thứ nhất, phản văn hóa thường xuất hiện từ cái sai, cái phản khoa học, chống lại công lý và chân lý. Thứ hai, các hiện tượng phản văn hóa thường đứng về phía cái ác chống lại cái thiện. Thứ ba, phân ranh giữa văn hóa và phản văn hóa là cặp phạm trù đẹp xấu. Cái đẹp là tiêu biểu của văn hóa và cái xấu là đặc trưng của phản văn hóa. Văn hóa nhóm, đó là hệ thống các giá trị, các quan niệm, tập tục được hình thành trong nhóm. Văn hóa nhóm được hình thành từ khi các mối quan hệ trong nhóm được thiết lập và cùng với thời gian các quy chế được hình thành, các thông tin được trao đổi và các thành viên cùng trải qua các sự kiện. Tất cả các nhóm nhỏ đều có chung văn hóa của mình, nhưng đồng thời cũng là một phần của nền văn hóa toàn xã hội. Như vậy, văn hóa nhóm cho thấy trong nền văn hóa chung còn có thể có những nét riêng biệt của các tập đoàn, các tổ chức xã hội. Có ý kiến cho rằng văn hóa nhóm dùng để chỉ nền văn hóa riêng, nhỏ hơn tiểu văn hóa.